Xí hả? Ui giờ của tướng ta kìa, tướng nằm vô nhí. Ô cái cà này hiện không biết cà gì nữa, cà này lạ quá, hồi đó giờ hiện chưa thấy. Hello, xin chào ngày mới cả nhà. Ở đây là trái chanh này nè, hiện thấy ổn nè. Ê Quýt, con muốn hái chanh hay mẹ hái? Éo Quýt, Éo Quýt hái hay mẹ hái? Mẹ hái. Éo Quýt hái nè, hái trái này nè con. Đây trái này được nè cả nhà. Nè con hái trái này đi. Yeah. You can do it. Oh, you can do it. Con hái đi. Trời, em hái cho vui cả nhà. Ừ, rồi. Con bẻ nó. Đây mẹ chỉ cho con bẻ nó lên, bẻ lên bẻ xuống á. Ôi trời. Con nhận con có trái chanh. Ở đây đây đây. Đây mẹ chỉ nè, look like this. See? Hả? Rồi, con bỏ rổ mẹ nha. Thank you. Thơm không? Yeah. Bên đây nè cả nhà, bên đây còn trái nữa nè. Nè, nè con nhìn nè. Con chỉ việc bẻ nó lên. Đúng rồi, bẻ lên. Bẻ lên, bẻ xuống. Ừ đúng rồi, bẻ lên. Yay, thông minh quá. Ồ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yay, thank you. Hai trái đó. À, ngoài ra thì mấy trái này hiện thấy chưa? Hai trái này cũng chưa. À, trái này cũng được cả nhà. Cái này cũng được. Chứ trái này nè, cao quá. Cái nào cao quá để mẹ hái nha con. Dạ. Trái này thôi để đi. Trái nào vàng vàng. Rồi, ba trái nè con. Trái nào vàng vàng, các hai mẹ con hiện đi gom. Đó. Thank you. Là cái vườn mấy cái củ su hào với mấy củ cải của Hiền nè cả nhà. Rồi đó coi. Nó phát triển tốt quá cả nhà ha. Ôi mẹ ơi. Mở mấy củ nó to chưa? Để Hiền thêm thử. Đây là mấy cái củ cải hoa hồng nè cả nhà. Khe đuối. Nó tốt quá trời, lá nó tốt quá. Mở mấy củ thì sao? Đây Hiền mới khám thử xong thì thấy không có, chưa có sẵn sàng cả nhà. Còn đây là mấy cái củ su hào quá cả nhà. Trời mát mát nó phát triển tốt ha. Đây cái củ đó củ gì vậy ta? Hình như là củ cải đen á cả nhà. Nó tốt quá chừng kìa, để vài bữa nữa đi. Đây mấy củ su hào nhà Hiền hôm nay được nhiêu đâu ta? Đây nhiêu đây nè cả nhà. Nhỏ nhỏ. Vẫn còn nhỏ nhỏ. Đây cũng bắt đầu ra củ rồi nè. Có mấy cây nó giống như double vậy cả nhà. Là hai cây tụm chung chỗ. Đây mấy củ su hào nè cả nhà thấy không? Để Hiền coi coi ở đâu có mấy. Éo Quýt ơi, con nhổ củ này không? Mày cho nhổ. Cho con nhổ nè, con nhổ không? Dạ. Yeah. Con túm này nè, con nhổ lên. Túm gì nè, rồi nhổ lên cho mẹ đi. Rồi. Cho em nhổ củ cải cả nhà. Rồi con nhổ ơi. Thấy không? Đây củ này nè. Con nhổ lên được rồi nè, đó. Ừ. Yay! Show everyone. Đây cả nhà ơi, em mới nhổ nè cả nhà. Cái củ này là một dạng củ cải đường thì phải. Nó được nhiêu đây? Để Hiền coi coi còn củ nào nhổ cho vui hết cả nhà. Đây nè cả nhà, củ này nữa nè. Con nhổ nữa hay mẹ nhổ? Đây nè, ở đây nè, xa quá con nhổ được. Yellow one. Ừ, yellow one. Rồi con nhổ. Người ta phải tranh thủ. Ui giời, của tướng ta kìa. Tướng nằm vô nhí. Ôi chà, thank you. Cái củ này cũng còn bé, kệ ăn cũng được, non non ăn ngon. Baby Elwood. Oh, that's baby Elwood. Em nói nhỏ giống con á cả nhà. Rồi, hình như là được hai cái củ cải. Đây, đi hai mẹ con đi gom ngoài vườn cả nhà. Đi gom gom góp. Đó cả nhà. Đây, mấy cái cây cải kheo giống của Hiền nè. Hiền cực kỳ thích cái cải này luôn. Tại vì nhìn nó rất là xinh luôn á cả nhà. Trời, vài bữa nó to là được thu hoạch rồi cả nhà ơi. Đây, hổm giờ Hiền đang ngó cây cà này dữ lắm. Rồi mấy cây cà trồng ngoài vườn á, nó sức sống nó mạnh liền, nó bự dễ sợ, cây thân bự dễ sợ. Đây con thấy trái cà này không? Con muốn hái không hay là mẹ hái? Hơi xa á. Ừ thôi mẹ hái ha. Đây, hơi xa á, hái cho con ăn nha. Dạ. Ừ đây cả nhà ơi, cả nhà thấy không, cái cà này thì không biết cà gì nữa mà nó không có nhỏ nha, mà nó bự bự, mà nó cũng không có bự quá. Nó không phải cà chu bi mà nó là cà gì á không biết nữa. Để cho Quýt Hiền ăn thử rồi cả nhà. Hẹn hồi hai mẹ con Hiền ăn thử. Đây nè cả nhà ơi, trái cà đầu mùa của gia đình Hiền. Nè con ăn nè. Ngon không? Cà này lạ quá. Hồi đó giờ Hiền chưa thấy.
Nhưng mà cái này là do cái cây nó mọc trộm từ trong một cái giống như là hồi ngày xưa Hiền trồng mấy cái cây cải cầu vồng á, cái nó mọc trộm ở trong cái đó đó, cái Hiền để luôn. Hiền mua cái cây giống, lúc đó Hiền mua cái cây giống cải cầu vồng về mà nó có những cây cà này nè, mấy cây kia Hiền nhổ hết trơn, Hiền chừa cái cây này nè, cái nó ra giống cà ngộ quá. Ngon hả? Cho mẹ thử miếng hay thôi? Thôi. Hồi nhỏ người ta Thảo ăn lớn lên cái gì á mà ngon á, cái thôi mẹ đừng ăn, giống như ăn dâu tây vậy cả nhà. Sao mẹ ăn của con? Còn cái nào mà nó không ngon á, nè mẹ ăn đi mẹ. Trời ơi, Thảo ăn dễ sợ cả nhà, Thảo ăn quá chừng. Có ngọt không ta hay chua? Ngọt. Ngọt hả? Em nói ngọt có cả nhà nghe không? Ngọt á. Úp. Hả? Con đúp. Ôi, em lấy con chuột nó không ăn. Chuột không ăn này, để em thử. Mời cả nhà. Cũng được. Có hơi có một chút vị ngọt. Chua chua. Nhưng mà rất thơm cả nhà, không á. Cả nhà ơi, cái này là mấy cái lá của cái bông cải Ý. Thì thường thường mấy cái lá của bông cải thường thường là Hiền thấy ăn được, cho nên hôm nay Hiền mời cả nhà thu hoạch một món chung với Hiền. Cái này đem vô xào cũng rất là ngon á cả nhà. Đó, nó chưa ra bông cả nhà ơi, nó chưa ra bông, giờ mình thu hoạch trước mớ lá ăn thôi cả nhà ha. Chưa ra bông mà quá trần lá quá chừng tốt nè, giống như cái cây bắp cải tí hon vậy cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đã ha. Cái này mà trồng mùa nóng nó chậm lớn, dễ bị sâu. Cái gì cũng vậy, trồng trái mùa là nó sẽ không tốt bằng. Đó, Hiền mà sẽ vẫn chừa cho nó nhiều lá để nó còn phát triển mà, nó còn quang hợp đồ các kiểu. Đây Hiền trồng hai là bông cải. Cái này là bông cải gì quên tiêu rồi, cũng một cái là bông cải tím. Đây. Quả xanh không? Hôm trước có cả nhà Hiền ăn cái lá của bắp cải tí hon á, Hiền trụng chung với mì á, mì gói á. À cái phở chứ, phở gói. Dạng mì gói, phở gói rồi đó. Trời nó ngon, ngon lắm luôn cả nhà. Đây, ha. Tốt quá trời ha. Nó cũng non nữa. Đây Hiền sẽ hái chừa lại nương nương nó để nó còn lên. Rồi chắc nhiêu đây được rồi cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà đi hái mấy cái trái dưa hấu tí hon chung với Hiền nè cả nhà. Đây. Làm như chậm ra trái rồi. Cái bụi nó, cái này là mấy trái mà nó ra được đợt trước mà nó chưa to đó. Cái giờ Hiền đi hái nè cả nhà. Đấy. Cũng chậm rồi ha. Ủa, mấy trái này to quá chừng nè cả nhà ha. Đây. Siêu to luôn á trời. Đó. Nhìn thấy không? Trời lạnh cái bụi nó rụi xuống bớt. Đây cả nhà ơi. Đó. Ui, ở trên đây nè, ở trên đây mấy quả to quá chừng nè cả nhà. Trời, có quả nó rớt xuống kìa. Trời ơi, có bữa, ôi nó vẫn còn ra bông nè cả nhà, dễ sợ không? Dễ sợ không, sức sống thật mãnh liệt. Trời, có bữa Hiền nằm mơ, thấy cái gì mà nó ngộ. Nằm mơ thấy những người bạn mà thời xưa, thiệt xưa cũ luôn. Những người bạn mà học chung lớp đó cả nhà.
À, nó vẫn còn ra trái nè cả nhà. Đây cả nhà. Bên đây. Khoái mấy trái to cực to thế này nè, không biết cả nhà thích không chứ Hiền thích lắm. Trời, nó mới đó một trái to thiệt to nữa. Đây nè. Trời ơi, nhìn nè cả nhà, nó siêu to luôn trời. Mà cái gân của nó nổi lên đậm ha. Khi mà trái nó to nó nổi gân lên cực kỳ đậm luôn. Đây cái gì ha. Đó. Đó. Cái mùa này rau củ nó ít lại á, cho nên là chắc Hiền sẽ post video cách mỗi mỗi ngày, cách mỗi 2 ngày á cả nhà. Chứ không có post mỗi ngày nữa. Thì cho nên cả nhà nhớ ủng hộ Hiền với bé Elwood. Cảm ơn cả nhà nhiều. Đó, đây. Đây, cả nhà nhìn thấy này gì không cả nhà? Đây là cái dây nho cả nhà, hôm bữa tưởng bà chết rồi. Mai về bà sống nè. Với lại cái này là dây đậu rồng nè. Biết bao lâu rồi mới tìm được cái giống đậu rồng. Mà Hiền nhìn này là Hiền biết đúng là lá đậu rồng rồi. Mà trớ treo một cái là lại ngay mùa lạnh. Cho nên á, Hiền tưởng nó chết. Mà vậy nó không chết cả nhà ơi. Nó vẫn sống kìa. Ngộ ha. Bên đây. Dưa hấu tí hon. Mấy trái gì quá cưng luôn. Bự siêu to khổng lồ. Để Hiền thử nghiệm xem nó có sống được mùa lạnh không. Tại mấy năm trước là nó chết. Không biết nếu mà mình chăm sóc nó giống như là tưới nước cho nó nhiều hơn thì nó có sống không, để năm nay Hiền thử nghiệm xem ha cả nhà. Nhưng mà nó sống hay không thì Hiền cũng biết là qua tới mùa lạnh là nó lại bật dậy, nó lại mọc cây từ những cái trái cũ á cả nhà. Đây. Ôi dạ. Nhằm khi Hiền thấy mấy chị á, mấy bạn á ở bên Việt Nam á, cái đi Đà Lạt đồ chơi hay đã ha. Như Hiền bên đây thì lái xe cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, nhưng mà vẫn thích cái không khí bên Việt Nam mình á, tại vì được ăn hàng nè. Còn bên đây lái xe một vòng chơi không có được ăn hàng. Nó bây giờ thì Hiền sẽ post video cách mỗi ngày, giống như là ngày post ngày nghỉ, hoặc là có thể là ngày post rồi nghỉ 2 ngày xong rồi post tiếp. Có nghĩa là một tuần Hiền sẽ post cả 3 video hoặc là 2 video ha. Đó. Wow. Chờ chừng nào mà nhiều hoa củ quả cái Hiền sẽ post thường hơn, có thể là vậy. Ui chà, bên đây nè, trời ơi, mấy trái nó leo lủng lủng lẳng tẳng bên kia kìa cả nhà. Đây. Một trái. Quá chừng to luôn má ơi. Đó. Cái trà đây nữa nè cả nhà. Ui. Đã ha. Trời cũng nhiều hết á. Chưa chịu rụi mà còn ra thêm trái nữa. Năm nay bạn ấy thật là gân hết sức. Còn bộ bạn ấy cũng ráng ủng hộ bà Hiền. Đó, hôm nay thì bà Hiền cũng ráng gom mấy trái dưa hấu tí hon bự này, nhìn đã quá. Thời nay lạm phát, nhầm khi á đi chợ á, mình không để ý, mà mình thấy nó tốn tiền hơn ngày xưa nhiều cả nhà. Nhìn lại thì ra là giá cả gì nó cũng tăng hết trơn á. Thật là mệt mỏi. Ở bên đây đa số là Hiền đi thì hình như là thịt không biết là có tăng giá nhiều không, nhưng mà rau á, rau mình thấy tăng nhiều. Đây. Đây và đây là cái mớ cải thiện mà hổm rài cực kỳ mau lớn của bà Hiền nè. Đó, cũng có để thu hoạch hoài à. Hiền khoan cải thiện quá, ngon dễ ăn. Wow.
ở bển nó suy thoái kinh tế, nó có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cả nhà không cả nhà? Có gì cả nhà bình luận cho Hiền biết với. Mà Hiền nghĩ chắc ở đâu cũng bị ảnh hưởng hết, trừ những gia đình mà giàu á. Giàu mà cái đợt này là công ty đồ họ làm nó không bị ảnh hưởng gì luôn á, thì may ra. Chứ giờ giá xăng nó leo thang quá trời, nọ cái giá xăng là cũng thấy chóng mặt rồi. Mấy cây trên đây nè cả nhà. Cũng chịu ra rồi ha. Từ từ thì mấy ạ cũng sẽ ra hết. Này chắc thêm lá này nữa quá. Ai hát xì đó. Cái lá cải thì tím Hiền thích quá à. Nhìn đẹp ha, mà Hiền để ý thấy mình vô mình rửa nó, mình ngâm mấy cái lá này vô nước á, là có khi nó cũng bị tuột màu rồi đó cả nhà. Cái lá cải thìa tím này nè. Rồi, nhiêu đây, chừa cho mấy em vài bữa nữa, ra thu hoạch tiếp hả? Đây nè cả nhà, cũng được rổ rau rồi đó. Cả nhà ơi, hôm nay đây là cái thành quả của hai mẹ con Hiền nè cả nhà. Đang chụp hình cái nó rớt cái rổ rau, trời ơi. Thôi hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch này ở đây. Hẹn lại nhau phim sau ngày mai. Hiền cảm ơn cả nhà luôn hộ gia đình Hiền. Và Hiền chúc cả nhà có một ngày mới thật vui và bình an. Hy vọng là cả nhà sẽ luôn yêu thích và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ tụi mình. Giống như Hiền có nói trong video đó là từ nay là Hiền sẽ post có thể là hai video một tuần hoặc là ba video một tuần. Hy vọng là cả nhà vẫn sẽ ủng hộ Hiền ha. Và bé Âu Út và ông xã Hiền. Cảm ơn cả nhà, tạm biệt.